Lasa xin trân trọng giới thiệu các bộ sản phẩm thủy canh tại nhà. Dàn thủy canh chữ A8 ngắn 2m 160 rọ cây. Dàn thủy canh chữ A có nhiều ưu điểm nổi bật, phù hợp nhiều không gian của các hộ gia đình. Với kết cấu xếp tầng giúp tăng số lượng gốc rau trồng được trên một đơn vị diện tích lên đến 2-3 lần so với phương pháp canh tác truyền thống. Đồng thời hạn chế việc che khuất nhau giúp tất cả cây trồng đều nhận đủ ánh nắng để sinh trưởng. Thiết kế đối xứng giúp dàn thêm phần kiên cố và vững chắc, hạn chế tình trạng đổ ngã khi có tác động từ bên ngoài như gió lớn. Dàn thủy canh chữ A có thể được lắp đặt một cách độc lập, không cần vách tựa, hiệu ứng thẩm mỹ cao giúp tô điểm cho không gian lắp đặt. Đây sẽ là một lựa chọn khá thú vị cho các gia đình muốn cải tạo, làm mới không gian sống.